Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm video mở gói hàng từ SpeakQ Shop. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu mở cái này ra. Thì trong gói hàng này có tờ giấy Gan Air. Rồi hết rồi ha. Rồi cái trong này có gì nữa? Thì ở đây bạn có thể thấy là một số cái gọi là reclaiming string cho cái Magic á, Magic 8. Nếu các bạn không biết Magic 8 là gì thì đây là Magic 8, là cái này nè. Đó là cái này nè. Đây là cái receipt. Rồi thì mình sẽ không nói nhiều về cái string này, tại vì mình nghĩ là nhiều bạn đã biết về nó rồi. Sẽ để qua một bên. Đây là món đồ đặc biệt nhất mà mình rất là mong đợi, chính là Gan Air. Rồi sẽ mở hộp ra nha. Thì bạn có thấy là những cái ốc của nó khác với lại Gan V2 hoặc là V1, là những cái ốc này lò xo rồi đó. Cái này wow, rất là nhẹ, cầm nó rất là nhẹ. Mình sẽ cho bạn, đây là con V1 của mình, đây là đây là Gan Air, rất là nhẹ. Sẽ mở ra. Wow, rất là nhẹ. Rất là nhẹ luôn. Mới mở hộp ra thì con này nó rất là nhẹ, cầm rất là nhẹ luôn, cảm giác như là nó nhỏ hơn con game bình thường vậy. Đây là game bình thường của mình, đây là game V1, đây là game E, rất là tốt. Mình thấy rất là kiểm soát, tại vì những con game V1 hay là V2 mình mở ra nó rất là nhanh, này rất là tốt. Mình sẽ không nói nhiều, tại vì mình phải break in nó rồi lướt nó thử xem như thế nào. Và mình sẽ làm một cái video review con này kỹ hơn. Và mình cũng xin lỗi các bạn là mình không đăng video nhiều trong mấy tuần này, tại vì mình mới nhập học nên là nó còn hơi bị lộn xộn chút, nên là mình ít đăng video. Nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ đăng video thường xuyên hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.